Thưa quý vị, đêm 12 tháng 9, hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà ở nhiều căn hộ, địa chỉ số 37, ngõ 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm nhiều người chết và bị thương. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có thư thăm hỏi gửi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội. Sau đây là toàn văn thư thăm hỏi. Thư thăm hỏi: kính gửi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội, tôi rất đau buồn được tin đêm 12 tháng 9 năm 2023 đã xảy ra hỏa hoạn tại nhà ở nhiều căn hộ, địa chỉ số 37, ngõ 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm nhiều người chết và bị thương. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi xin bày tỏ sự cảm thông sâu sắc, chia sẻ những mất mát đau thương, gửi lời chia buồn đến các gia đình người bị nạn. Tôi hoan nghênh và biểu dương các lực lượng chức năng cùng đông đảo bà con nhân dân và chính quyền địa phương quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội đã khẩn trương cứu nạn cứu hộ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và của. Tôi đề nghị các ngành các cấp khẩn trương khắc phục hậu quả, dành mọi ưu tiên cứu chữa người bị thương, có chính sách kịp thời để giúp các gia đình người bị nạn sớm ổn định tình hình, đảm bảo cuộc sống cho người dân. Nhân đây, tôi đề nghị thành phố Hà Nội cần nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm thật sâu sắc về sự cố này, yêu cầu các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan và xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong cả nước, hướng dẫn và thông tin tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân nâng cao cảnh giác, ứng phó kịp thời, không để xảy ra cháy nổ. Thân ái, Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước tình hình cháy nổ tại các cơ sở nhà trọ, nhà cho thuê, chung cư mini diễn biến phức tạp, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, cơ quan, địa phương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các yêu cầu về đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ bắt đầu từ sáng nay. Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Nằm trên đường Phạm Văn Đồng, chung cư Cửu Long này được xem là trang bị đầy đủ hệ thống thiết bị phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên khi kiểm tra thực tế, vẫn còn một vài điểm chưa đảm bảo an toàn, như khu vực tại trạm bơm phòng cháy chữa cháy này. Dù đã có thông báo là không được đậu xe, tuy nhiên trên thực tế thì lại như không. Các cái trường hợp vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy thì phải được kiểm tra và lập biên bản xử lý kịp thời, và các trường hợp nguy hiểm và gây trực tiếp gây cháy nổ thì phải đình chỉ và tạm đình chỉ và xử lý theo quy định của pháp luật. Còn đây, chung cư Lý Thường Kiệt này có 356 căn, được xây từ trước năm 1975. Mặc dù được trang bị các thiết bị phòng cháy như bình chữa cháy, biển cảnh báo tuyên truyền, nhưng bên trên biển cảnh báo ghi cấm đổ xe, bên dưới thì một dãy xe xếp dài tại chỗ. Hệ thống cầu giao điện thì đen xịt, hàng hóa cũng chất trước cửa nhà. Thậm chí có người còn xem đây là chỗ ngủ tạm thời, khiến nhiều người dân cũng bất an. Trong buổi chiều nay thì lực lượng công an quận 10 đã tiến hành phối hợp cùng với Ủy ban Nhân dân phường kiểm tra an toàn phòng chống cháy nổ tại khu vực chung cư Lý Thường Kiệt. Qua kiểm tra thì đã có nhiều lỗi vi phạm được phát hiện. Hiện tại thì đoàn đang tiến hành các cái thủ tục tiếp theo để xử lý những vi phạm này. Không có hệ thống báo cháy và cũng do xây dựng đã lâu, không thu phí bảo dưỡng, chủ yếu là vận động người dân. Thế nên việc bổ sung các thiết bị đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cũng gặp không ít các khó khăn. Chung cư này cũ nhưng mà phải cần có cái sự là hệ thống cảnh báo cháy để cho toàn cư dân biết. Thứ nhất, thứ hai là ủy ban phường nên vận động những cái hộ, nhất là những hộ mặt tiền này, là có những cái hệ thống mà chuồng lưới trắng, chuồng cọp đấy, thì nên vận động để mà gỡ bỏ đi để nó an toàn khi mà đổ mà hỏa hoạn xảy ra. Chung cư Lý Thường Kiệt là hiện họ đang là một cái chung cư cũ xây dựng trước khi thời điểm có luật phòng cháy cháy có hiệu lực năm 2001, nên là chung cư này chưa được thẩm duyệt nghiệm thu về phòng cháy và trang bị phương tiện phòng cháy thì họ thiếu cái hệ thống báo cháy tự động. Ngoài xung quanh nó thì người dân có tình trạng là làm lồng sắt che chắn cản trở để chống trộm cướp, thì những cái vấn đề này nó gây khó khăn cho công tác cứu nạn khi mà có sự cố xảy ra. Sau kiểm tra, đoàn đã yêu cầu khắc phục những tồn tại thiếu sót. Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, những ngày tới đơn vị sẽ tiếp tục kiểm tra, rà soát toàn bộ các cơ sở nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê trọ, chung cư mini trên địa bàn toàn thành phố.
Liên quan đến vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân, Hà Nội, nhiều chuyên gia cho rằng cần làm rõ những vấn đề liên quan đến giấy phép, quản lý, xây dựng, công trình diện tích khoảng 200m², cao 9 tầng và tập trung cả 100 người cư trú ở trong một ngõ hẹp. Và những tòa nhà nào được cấp phép xây dựng loại nhà ở là chung cư mini? Nhu cầu về nhà ở tăng cao, giá cả thuê mua phù hợp, diện tích mỗi căn hộ mini vừa phải, phù hợp nhu cầu ở. Thời gian qua, nhà chung cư mini phát triển ồ ạt tại các đô thị lớn. Nằm sâu trong những con ngõ ngách nhỏ hẹp của thành phố, ô tô thì không thể tiếp cận, điều kiện phòng cháy chữa cháy không đảm bảo. Đây là một trong những nguyên nhân khiến cho hàng loạt vụ cháy chung cư mini diễn ra thời gian gần đây. Quy định một đằng, xây nhà một kiểu. Phần lớn chung cư mini ở đây đều trồng thêm nhiều tầng, ngăn nhiều phòng nhỏ để tối đa hóa lợi nhuận. Thậm chí, nhiều chủ nhà chung cư mini khi xây dựng đã bỏ qua yếu tố về hệ thống phòng cháy chữa cháy. Người nó đông như thế này, như kiến cỏ này, chung cư mọc như nấm thế này thì thế thì làm sao mà nó chả chết? Họ thuê, họ mượn, vay mượn nên mua chung cư. Thì cái tính như chung cư 500 triệu thì nghĩ mà không hợp lý. Chúng tôi nói chung là rất sợ, nhìn cái chữ chung cư mini là chúng tôi rất là nổi gai gà. Quy định của nhà nước là nhà cao lắm là 6 tầng. Thế còn bây giờ người ta phát sinh ra 7, 8, 9 tầng thì đấy thì là cơ quan nhà nước phải xem lại. Đấy. Ai cấp phép như việc này? Nhưng cái quan trọng nhất, tất cả các chung cư phải lắp cầu thang thoát hiểm. Nếu mà không lắp được cầu thang thoát hiểm thì chúng ta phải dừng hoạt động lại cả chung cư đó, là cái trước mắt nhất. Luật nhà ở năm 2014 chưa quy định khái niệm cụ thể về chung cư mini. Tuy nhiên, tại quyết định 24 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quy định điều 22, loại hình nhà ở này sẽ được cấp giấy chứng nhận với hình thức sử dụng đất là sử dụng chung nếu xây dựng theo giấy phép của cơ quan có thẩm quyền cấp, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng và quy hoạch theo quy định. Nhưng thực tế, chung cư mini bị cháy ở phố Khương Hạ vừa qua đã xây vượt lên 9 tầng so với quy định trong giấy phép xây dựng. Đặc biệt, việc lơ là trong điều kiện phòng cháy chữa cháy đã để lại hậu quả tang thương cho nhiều gia đình. Trong trường hợp mà căn hộ ở chung cư mini không đủ điều kiện để bán và cái tòa nhà đó chỉ là tòa nhà ở riêng lẻ, chủ đầu tư sẽ bị xử lý hình sự về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo quy định tại điều 313 của Bộ luật hình sự năm 2015. Hiện nguyên nhân vụ cháy chung cư mini đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Nhưng cử tri và nhân dân vô cùng hoang mang lo lắng với các công trình không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận. Vậy trách nhiệm của các cơ quan quản lý, chính quyền địa phương như thế nào? Phải chăng đang xuất hiện lỗ hổng trong chính sách quản lý chung cư mini hiện nay?